hoặc quả A-la-hán, an lập vô lượng vô số hữu tình, làm cho họ sẽ chứng đắc được giác Bồ Đề, an lập vô lượng vô số hữu tình, làm cho họ tu tập hạnh Đại Bồ Tát, sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Các điều tối thắng như thế, đều do sức oai thần của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Những nơi này đều được tất cả trời rồng, Atula, vân vân đồng ủng hộ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, gợi khen. Nên biết kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tùy theo sự xuất hiện ở đâu cũng lại như vậy. Tất cả trời rồng, Atula, vân vân thường đến ủng hộ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, gợi khen, không để cho Bát Nhã Ba La Mật Đa bị tai nạn. Kiều Thi Ca, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, dù ở chỗ nào, nên biết chỗ ấy chính là bảo tháp, tất cả hữu tình đều phải kính lễ, phải dùng các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục anh lạc, cờ đèn, hương hoa, chân kỳ, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân để cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào viết chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, dùng các loại trang nghiêm để cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, hương hoa chân kỳ, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân mà cúng dường. Lại có các thiện nam, thiện nữ, vân vân, sau khi Phật nhập Niết Bàn xây dựng bảo tháp, dùng bảy báu phục sức trang nghiêm, đựng xá lợi Phật trong hòm ngọc, đặt vào tháp để cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, chân kỳ, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân mà cúng dường. Hai loại phước đó, loại nào được phước nhiều hơn? Phật dạy, Kiểu Thi Ca, ta hỏi lại ông, cứ theo ý nghĩ ấy mà trả lời, ý ông thế nào? Như Lai chứng đắc trí nhất thiết trí và thân tướng hảo thì ta dựa vào pháp tu học gì mà chứng đắc? Trời Đế Thích bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Như Lai đã chứng đắc trí nhất thiết trí và thân tướng hảo là dựa vào kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này để tu học mà chứng đắc. Phật dạy, Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Như Lai y vào kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này mà tu học nên chứng đắc trí nhất thiết trí và thân tướng hảo. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì không học kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề là điều không có. Kiểu Thi Ca, chẳng phải chỉ được thân tướng hảo mà gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, mà cốt yếu là do chứng đắc trí nhất thiết trí nên gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Kiểu Thi Ca, Như Lai đã chứng đắc trí nhất thiết trí, cốt yếu là do Bát Nhã Ba La Mật Đa làm nhân để phát khởi, còn thân hào của Phật chỉ là chỗ nương tựa. Nếu không y chỉ vào thân tướng hào của Phật, thì trí nhất thiết trí không do đâu mà khởi. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là nhân để sanh trí nhất thiết trí. Vì muốn làm cho trí này tương tục hiện tiền nên tu tập thân tướng hảo của Phật. Thân tướng hảo này nếu không phải nương tựa trí tuệ của Phật, thì tất cả trời rồng, Atula, vân vân không thành tâm khao khát cung kính, cúng dường. Nếu dùng thân tướng hảo cùng với trí tuệ Phật làm chỗ nương tựa, thì các trời rồng, thần, Atula, vân vân cung kính, cúng dường. Do duyên cớ này nên sau khi ta nhập Niết Bàn, các trời rồng, thần, người, chẳng phải người, vân vân đều cung kính, cúng dường xá lợi ta. Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân chỉ đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa bằng cách cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, tức là cúng dường trí nhất thiết trí và y trì vào thân tướng hảo Phật cùng với xá lợi Phật sau khi nhập Niết Bàn. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì trí nhất thiết trí và thân tướng hảo cùng với xá lợi đều dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa làm căn bản. Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân chỉ đối với thân Phật và xá lợi bằng cách cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, thì chẳng phải là cúng dường trí nhất thiết trí và Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì di thể thân Phật chẳng phải là căn bản của trí nhất thiết trí và Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Kiều Thi Ca, do nhân duyên này, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân muốn cúng dường Phật, hoặc thân, hoặc tâm, và công đức khác thì trước tiên phải lắng nghe thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải,
Tuyển thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu, hương bột hương xoa, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, trần kỳ kỹ nhạc, đèn sáng vân vân để cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Phải dùng đúng như vậy. Kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào, viết kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, dùng các loại tràng nghiêm để cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, lại dùng các tràng hoa thượng diệu, hương xoa hương bột, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, trần kỳ kỹ nhạc, đèn sáng vân vân mà cúng dường, lại có các thiện nam thiện nữ vân vân sau khi Phật nhập niết bàn xây dựng bảo tháp, lấy bảy báu trang sức, dùng hồng ngọc đựng giá lợi Phật để trong tháp ấy, rồi cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Tiếp đến dùng các tràng hoa thượng diệu, hương bột hương xoa, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, trần kỳ kỹ nhạc, đèn sáng vân vân mà cúng dường. Hai việc phước đức đã tạo đó thì phước trước nhiều hơn vô lượng vô số. Vì sao? Kiểu thi ca, vì kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy nên có thể mau chóng thành tựu bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, thánh đế khổ tập diệt đạo, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn tịnh lợi, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, chín định thứ đệ, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thành tục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh có Phật, cũng có thể thành tựu tộc tánh viên mãn, sắc lực viên mãn, tài bảo viên mãn, quyến thuộc viên mãn của các đại Bồ Tát. Cũng có thể thành tựu 10 thiện nghiệp đạo thuộc thế gian, cúng dường sa môn, cha mẹ, sư trưởng, bố thí, trì giới, tu tập vân vân, vô lượng thiện pháp. Cũng có thể thành tựu đại tộc sát đế lợi, đại tộc bà la môn, đại tộc trường giả, đại tộc cư sĩ, trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cũng có thể thành tựu quả dự lưu nhất lai bất hoại a la hán độc giác bồ đề, tất cả hành đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Cũng có thể thành tựu thanh văn độc giác bồ đề, Như Lai ứng chánh đẳng giác. Cũng có thể thành tựu không thể nghĩ lường, không thể giảng nói, vô thượng vô thượng thượng, vô đẳng vô đẳng đẳng về trí nhất thiết trí. Lúc bấy giờ trời Đế Thích lại bạch Phật: có người ở châu Thiện Bộ, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này không cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Người kia chẳng lẽ không biết rằng cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thì được nhiều công đức lợi ích thù thắng sao? Phật dạy: kiểu thi ca, ta hỏi lại ông, ông tùy ý nghĩ mà trả lời. Ý ông thế nào? Trong châu Thiện Bộ có bao nhiêu người thành tựu chứng tịnh đối với Phật, thành tựu chứng tịnh đối với Pháp, thành tựu chứng tịnh đối với Tăng? Có bao nhiêu người đối với Phật không nghi, đối với Pháp không nghi, đối với Tăng không nghi? Có bao nhiêu người đối với Phật rốt ráo, đối với Pháp rốt ráo, đối với Tăng rốt ráo? Có bao nhiêu người tu 10 thiện nghiệp đạo, có bao nhiêu người tu hành bố thí trì giới? Có bao nhiêu người chứng đắc 37 pháp bồ đề phần? Có bao nhiêu người đắc 3 môn giải thoát? Có bao nhiêu người đắc 8 giải thoát? Có bao nhiêu người đắc 9 định thứ đệ? Có bao nhiêu người đắc 4 sự hiểu biết thông suốt? Có bao nhiêu người đắc 6 phép thần thông? Có bao nhiêu người chấm dứt 3 kiết sử, đắc quả dự lưu? Có bao nhiêu người bào mòn tham sân si, đắc quả nhất lai? Có bao nhiêu người đoạn hạ phần kiết sử, đắc quả bất hoàn? Có bao nhiêu người đạt năm thượng phần kiết sử, đắc quả A-la-hán? Có bao nhiêu người phát tâm nhất định vào độc giác Bồ-đà? Có bao nhiêu người phát tâm nhất định vào quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ-đà của chư Phật? Trời Đế Thích bạch Phật: bạch Thế Tôn, trong châu Thiện Bộ có ít người thành tựu chứng tịnh đối với Phật, thành tựu chứng tịnh đối với Pháp, thành tựu chứng tịnh đối với Tăng. Như vậy cho đến ít có người phát tâm quyết định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Phật dạy trời Đế Thích:
Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, kiểu thi ca trong Châu Thiện Vụ, rất ít người thành tựu chứng tịnh đối với Phật, thành tựu chứng tịnh đối với Pháp, thành tựu chứng tịnh đối với Tăng. Càng ít người đối với Phật không nghi, đối với Pháp không nghi, đối với Tăng không nghi. Như vậy lại càng ít người phát tâm quyết định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Lại càng ít người đã phát tâm rồi lại siêng năng tu tập hạnh bồ đề. Lại càng ít người siêng năng tu tập hạnh bồ đề được bất thối chuyển để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Kiểu thi ca, vì các hữu tình trôi lăn trong vòng sanh tử, từ vô lượng kiếp đến nay phần nhiều không được thấy Phật, không nghe chánh pháp, không thân cận chúng tăng, phần nhiều không tu hành 10 thiện nghiệp đạo và tu tập bố thí trì giới, không nghe bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, không tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến không nghe trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Kiểu thi ca do nhân duyên này nên biết, trong Châu Thiện Bộ, rất ít người thành tựu chứng tịnh đối với Phật, thành tựu chứng tịnh đối với Pháp, thành tựu chứng tịnh đối với Tăng. Càng ít người đối với Phật không nghi, đối với Pháp không nghi, đối với Tăng không nghi. Như vậy cho đến càng ít người phát tâm quyết định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, càng ít người đã phát tâm rồi mà siêng năng tu tập hạnh bồ đề, càng ít người siêng năng tu tập hạnh bồ đề được bất thối chuyển để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, kiểu thi ca, ta này hỏi ông tuy ý nghĩ mà trả lời. Ý ông thế nào, nhân loại thuộc Châu Thiện Bộ này, ở trong 3.000 đại thiên thế giới, có bao nhiêu hữu tình cung kính cúng dường cha mẹ sư trưởng, có bao nhiêu hữu tình cúng dường sa môn bà la môn, có bao nhiêu hữu tình tu tập bố thí trì giới tạo các nghiệp phước, có bao nhiêu hữu tình tu hành 10 thiện nghiệp đạo, có bao nhiêu hữu tình đối với các dục lạc và thường an trụ nghĩ tưởng nhàm chán, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nhàm chán vật thực, tưởng tất cả thế gian không có gì đáng vui, có bao nhiêu hữu tình tu tập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có bao nhiêu hữu tình thành tựu chứng tịnh đối với Phật, thành tựu chứng tịnh đối với Pháp, thành tựu chứng tịnh đối với Tăng. Như vậy cho đến có bao nhiêu hữu tình phát tâm quyết định đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, có bao nhiêu hữu tình đã phát tâm rồi siêng năng tu tập hạnh bồ đề, có bao nhiêu hữu tình rèn luyện trưởng dưỡng tâm bồ đề, có bao nhiêu hữu tình dùng phương tiện tiện xảo để tu hành bát nhã ba la mật đa, có bao nhiêu hữu tình an trụ địa vị bồ tát bất thối chuyển, có bao nhiêu hữu tình mau chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong 3.000 đại thiên thế giới này, có ít hữu tình cung kính cúng dường cha mẹ sư trưởng, như vậy cho đến có ít hữu tình mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật dạy: Kiểu thi ca, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Trong 3.000 đại thiên thế giới này, rất ít hữu tình cung kính cúng dường cha mẹ sư trưởng.